Đây là dồi dê nướng Tây Bắc. Này là chả mực mía, ăn ngon ngọt giòn mía ngon. Này thịt heo rừng ướp sẵn, có tặng bịch trao. Nem cua bể, mắt cá ngừ, vú heo rừng. Đây là chả mực giả tây, nem cua bể. Này lõi vai bò Mỹ. Mình còn chương trình ưu đãi là sale nên hôm nay và ngày mai nữa hết nha mấy bạn. Cái này làm bít tết là ngon mềm.